Việt tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN hẹp và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng tại Thái Lan. Chiều nay, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã có các cuộc gặp với Phó Thủ tướng Thái Lan và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia. Sau một năm với những bước đi cụ thể, công tác xây dựng chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng đã có những bước chuyển biến rõ rệt. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, chăn nuôi an toàn sinh học là một hướng đi vừa bảo đảm chất lượng thực phẩm, vừa giảm chi phí chăn nuôi tại các đơn vị quân đội. Người dân vẫn chủ quan với tấm lợp chứa amiang. Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là một số nội dung có trong bản tin hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 11 và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN hẹp, ADMM hẹp và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng, ADMM cộng lần thứ 6 tại Bangkok, Thái Lan, chiều nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp với Phó Thủ tướng Thái Lan và với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia. Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Thái Lan Pravit Vongsuvan, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Thái Lan trên cương vị Chủ tịch ASEAN đã tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc phòng quân sự, đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ADMM. Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ tin tưởng Hội nghị ADMM hẹp và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM cộng do Thái Lan tổ chức sẽ thành công tốt đẹp. Phó Thủ tướng Thái Lan Pravit Vongsuvan bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với năm Thái Lan đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, góp phần vào thành công chung của năm Chủ tịch. Khẳng định Thái Lan sẽ tham gia tích cực và ủng hộ Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức thành công các hội nghị quốc phòng quân sự trong năm Chủ tịch ASEAN 2020. Hai bên thống nhất cho rằng khu vực đang đứng trước nhiều thách thức, vì vậy việc duy trì vai trò trung tâm dẫn dắt của ASEAN trong các cơ chế hợp tác tại khu vực, trong đó có ADMM cộng là hết sức quan trọng. Trong cuộc gặp giữa Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua với nhiều nội dung hợp tác đạt hiệu quả thiết thực, nhất là trong trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, nghiên cứu chiến lược. Đặc biệt, tháng 6 năm 2019, hai bên đã chính thức tổ chức đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng lần thứ nhất, mở ra cơ chế hợp tác mới giữa hai nước. Hai bộ trưởng nhất trí, trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược, Việt Nam-Indonesia tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, tận dụng tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, đồng thời thống nhất cùng phối hợp giải quyết vấn đề ngư dân hai nước vi phạm vùng biển của nhau trên tinh thần nhân đạo, tuân thủ luật pháp quốc tế, đảm bảo đúng luật pháp Indonesia và luật pháp Việt Nam, không để vấn đề này ảnh hưởng tới quan hệ hai nước cũng như trở thành một vấn đề khu vực. Tại cuộc gặp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng giới thiệu một số hoạt động quan trọng mà Bộ Quốc phòng Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức trong năm Chủ tịch ASEAN 2020. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto khẳng định Indonesia ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động trong năm Chủ tịch ASEAN 2020. Sáng nay, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô Bộ Quốc phòng đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng dự buổi lễ. Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô được thành lập ngày 16 tháng 11 năm 1989 với tên gọi ban đầu là Công ty Xây dựng Công trình Ngầm Lũng Lô. Thực hiện chủ trương đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp, tháng 12 năm 2011, Bộ Quốc phòng quyết định điều chuyển nguyên trạng Công ty Xây dựng Lũng Lô thuộc binh chủng công binh về trực thuộc Bộ Quốc phòng và nâng cấp thành Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô. 30 năm qua, Tổng Công ty đã khẳng định được uy tín, năng lực trong hai lĩnh vực mũi nhọn là thi công các công trình ngầm, gồm đường hầm giao thông, hầm thủy lợi, thủy điện và thi công các công trình thủy, đê kè sông biển, nạo vét luồng, lạch âu tàu, cảng sông, cảng biển, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh, tiêu biểu như công trình cảng Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, công trình đê chắn sóng, nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi, thủy điện Nam Mi, Hàm Thuận thuộc tỉnh Bình Thuận, thủy điện A Vương, tỉnh Quảng Nam, thủy điện Hội Quảng, tỉnh Lai Châu. Với nhiều thành tích xuất sắc, năm 2013, Tổng Công ty đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Thời gian tới, Tổng Công ty Lũng Lô mở rộng phát triển kinh doanh bất động sản, đầu tư nguồn lực để phát triển ngành nghề thi công
chuyến công tác tại Nam Sudan, tối qua theo giờ Việt Nam, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có các cuộc trao đổi với ngài David Serrer, Thứ trưởng phái Bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan; bà Victoria Browning, trưởng phòng hỗ trợ thực địa phái Bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan; Trung tướng Silas Tinakai, Tư lệnh lực lượng quân sự phái Bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Đại diện của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan cho biết, Liên Hợp Quốc mong muốn Việt Nam cử thêm lực lượng tham gia vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình trong thời gian tới. Tại các cuộc gặp, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh, chủ trương của Việt Nam cử lực lượng tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thể hiện cam kết chính trị của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, thực hiện nghĩa vụ của một quốc gia thành viên đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, góp phần giải quyết các vấn đề an ninh, tạo dựng môi trường hòa bình cho tái thiết và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ triển khai đội công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. Việt Nam mong muốn Liên Hợp Quốc cũng như phái bộ tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ như đã thực hiện với Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 và tới đây là Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2. Việt Nam mong muốn Liên Hợp Quốc xem xét dành thêm cho Việt Nam một số vị trí cá nhân làm sĩ quan tham mưu tại Sở Chỉ huy của phái bộ để Việt Nam đóng góp nhiều hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đại diện Liên Hợp Quốc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan nhất trí với những đề nghị của Thượng tướng Trần Quang Phương, đồng thời nhấn mạnh Liên Hợp Quốc rất ấn tượng với các sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam. Liên Hợp Quốc, trực tiếp là Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 sớm đi vào hoạt động sau khi chuyển sang để thay thế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 trong thời gian tới. Liên Hợp Quốc cũng mong muốn Việt Nam cử thêm các sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, bởi hơn 5 năm qua, các cá nhân của Việt Nam được cử tham gia đều được đánh giá cao, có năng lực tốt. Trao đổi chuyên môn với bạn bè quốc tế là một trong những yêu cầu của Liên Hợp Quốc đối với Bệnh viện Dã chiến cấp 2 Việt Nam. Trong chuyến công tác tại Bentiu, Nam Sudan, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu, đã đến gặp gỡ, động viên các bác sĩ trong buổi trao đổi chuyên môn được tổ chức tại nơi Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam đóng quân. Theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc, hoạt động trao đổi huấn luyện nâng cao chuyên môn được tổ chức 2 tuần một lần. Chủ trì là bác sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam với sự tham gia của các đại diện Bệnh viện Dã chiến cấp 1 các nước tại Bentiu và của bệnh viện địa phương. Việc chủ trì các nội dung về trao đổi không chỉ góp phần nâng cao nghiệp vụ cho các y bác sĩ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam mà còn giúp các y bác sĩ nâng cao hiệu quả trong công tác tổ chức, nâng cao trình độ ngoại ngữ. Đến thăm và động viên các y bác sĩ, Thượng tướng Trần Quang Phương vui mừng khi hoạt động được tổ chức thường xuyên và nhấn mạnh hoạt động này cũng góp phần nâng cao hình ảnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế, là dịp để giao lưu về văn hóa giữa các quốc gia. Tôi thật sự vui mừng khi biết được cái hoạt động trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và huấn luyện chuyên môn của các bạn đã trở thành cái nền nếp thường xuyên của các bệnh viện trong phái bộ. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, hoạt động này được thường xuyên duy trì một cách đều đặn hơn và đi sâu về những vấn đề chuyên môn. Ngoài ra, chúng ta cần trao đổi để tìm hiểu về phong tục tập quán của các bên để chúng ta mở rộng cái quan hệ đa phương và song phương một cách rất là tốt. Tôi hy vọng rằng là những lần sau chúng ta tổ chức như thế này được mở rộng thành phần hơn, không chỉ các bác sĩ, các điều dưỡng viên mà kể cả y tá, hộ lý cũng có thể tham gia để chúng ta nâng cao trình độ chuyên môn. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Quân khu về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Quán triệt các chỉ thị, kết luận và nghị quyết quan trọng về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu nội dung các văn bản của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Quân khu. Từ đó, cấp ủy các cấp cần xây dựng kế hoạch, thực hiện đúng hướng dẫn chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ văn kiện, nhân sự đến các nhiệm vụ khác,
để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 đề nghị các cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan các cấp cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật kỷ cương. Phải tổ chức tốt các hội nghị nghiên cứu phổ biến quán triệt các văn bản của trên về chỉ đạo đại hội đảng ở các cấp, nhất là những vấn đề mới về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị đại hội, trọng tâm là xây dựng các văn kiện và công tác nhân sự cấp ủy, ban thường vụ và nhân sự đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên. Tiếp theo trong bản tin, tuổi trẻ học viện quân y phát triển khoa học và công nghệ. Sau một năm với những bước đi cụ thể, công tác xây dựng chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng đã có những bước chuyển biến rõ rệt. Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, hôm nay Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã tổ chức hành quân về nguồn thăm lại di tích lịch sử cách mạng chiến khu ATK tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Cán bộ, nhân viên Cục Điều tra Hình sự đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương khu di tích cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và nơi ở, nơi làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cán bộ, nhân viên Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng nguyện hứa tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu, phụng công thủ pháp, chí công vô tư, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống vi phạm pháp luật và tội phạm hình sự xâm hại trong quân đội, tăng cường kỷ luật pháp luật, ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững và nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Dịp này, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã trao tặng 40 suất quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn hai xã Bảo Linh, Định Biên thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với chính quyền, nhân dân vùng căn cứ cách mạng, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân. 20 công trình nghiên cứu sáng kiến kỹ thuật của các y bác sĩ, kỹ thuật viên trẻ và học viên sinh viên Học viện Quân y đã được trình bày và tham gia tranh tài tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ được Học viện tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Trong 5 năm qua, hơn 2.000 lượt cán bộ khoa học trẻ và sinh viên của Học viện Quân y đã hoàn thành 466 đề tài sáng kiến khoa học, đạt được nhiều giải thưởng cao quý như 2 đề tài được vinh danh tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc, nhiều đề tài đạt giải nhất tại Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội, giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, 17 đề tài khoa học của sinh viên đạt giải sinh viên nghiên cứu khoa học và giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam. Gắn công tác đào tạo, điều trị với nghiên cứu khoa học, lãnh đạo Học viện Quân y luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để phong trào nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ được duy trì thường xuyên hàng năm, tạo tiền đề xây dựng hướng nghiên cứu khoa học cho học viên, sinh viên và đầu tư nguồn lực phát triển công trình của các nhà khoa học trẻ để ứng dụng hiệu quả vào công tác đào tạo và điều trị. Nằm trong vùng dịch tả lợn châu Phi thời gian dài, mặc dù đã áp dụng triệt để các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhưng một số đơn vị trên địa bàn quân khu 3 không tránh khỏi bị thiệt hại. Nhanh chóng khắc phục khó khăn, các đơn vị đã chủ động ứng phó với diễn biến dịch bệnh. Một mặt đảm bảo thực phẩm từ thịt lợn, mặt khác là ổn định cơ cấu đàn vật nuôi với quyết tâm cao nhất là giữ ổn định đời sống bộ đội. Một hướng chuyển đổi phù hợp ngay ở thời điểm này đó là chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, vừa đảm bảo chất lượng thực phẩm, vừa giảm chi phí chăn nuôi. Ghi nhận tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Quân khu 3. Ấu trùng ruồi lính đen, một loại thức ăn mới được sử dụng để chăn nuôi gà vịt ở Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, Sư đoàn 395. Ấu trùng ruồi lính đen, hay còn gọi là sâu canxi, là loại thức ăn có hàm lượng protein cao, đủ chất dinh dưỡng, có thể tăng sức đề kháng và kích thích da lông ở đàn gia cầm. Ngay sau khi chuyển hướng chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi, theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp địa phương, cơ quan hậu cần Trung đoàn 2 đã tìm hiểu, nghiên cứu và sử dụng loại thức ăn này để bổ sung vào nguồn thức ăn cho gà với mục tiêu trước mắt là tăng hiệu quả chăn nuôi. Mô hình nuôi ruồi lính đen lấy ấu trùng để nuôi gà có tác dụng, vừa giải quyết được nguồn
tăng cường của bộ đội, vừa tăng hiệu quả quá trình nuôi gà. Con gà sau khi ăn đấu trùng bảo đảm phát triển tốt, bảo đảm tăng cân nhanh. Với đặc điểm là có thể phân hủy tốt phế phẩm nông sản, thức ăn dư thừa, bã đậu để phát triển, nên việc nuôi ruồi lính đen có chi phí thấp. Trong bối cảnh tăng đàn gia cầm lên gấp đôi so với thường xuyên, thì đây được xem là một trong những biện pháp hữu hiệu để cắt giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả chăn nuôi, giúp đơn vị sớm đạt mục tiêu đảm bảo 100% nhu cầu gia cầm trong bối cảnh khó khăn sau dịch bệnh. Thông thường, mỗi ngày một đàn gà 1.000 con tiêu tốn hết khoảng 530.000 đồng tiền gà. Tuy nhiên, đối với mô hình nuôi ruồi lính đen lấy ấu trùng nuôi gà, thì mỗi ngày chỉ hết khoảng 400.000 tiền thức ăn, do đó giảm được 1/3 đến 1/2 chi phí. Để qua cái chứng nhận nuôi từ tháng 7 dương lịch đến nay, thì chúng tôi xác định là cái chi phí đầu vào cho đầu vào là nó giảm từ khoảng 30-5% chi phí đầu vào. Chính vì vậy là cái giá của gia cầm chúng tôi chi ăn cho bộ đội là sẽ giảm, vì vậy là sẽ từ đó sẽ làm đảm bảo cho cái tính lợi thịt lợn sẽ không bị ảnh hưởng mấy. Cùng với mở rộng chăn nuôi gia cầm, các đơn vị trung đoàn 2 cũng đang tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, sen canh, cối vụ, trồng các loại rau cao cấp như củ cải Hàn Quốc, súp lơ, khoai tây trong vụ đông để tạo điều kiện cho cơ quan quân nhu tăng cường chế biến, linh hoạt thực đơn, cân đối, đa dạng các món ăn phục vụ bộ đội. Thưa quý khán giả và các đồng chí, đúng một năm trước, vào tháng 11 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng với mục tiêu thúc đẩy môi trường làm việc khoa học, liên thông, ra quyết định nhanh và thực hiện hiệu quả. Có thể nói, sau một năm, công tác xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng đã có những bước chuyển biến rõ rệt. Nhiều cơ quan đơn vị đã xây dựng kế hoạch với những bước đi cụ thể, bắt đầu bằng việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin làm nền tảng, cơ sở xây dựng Chính phủ điện tử. Văn phòng Bộ Quốc phòng là một trong những đơn vị đi tiên phong thực hiện chính phủ điện tử bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực hành chính quân sự. Với quyết tâm xây dựng chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng và hướng tới cơ quan không giấy tờ, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã đẩy mạnh việc gửi nhận văn bản trên mạng truyền số liệu quân sự. Tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử của Bộ Quốc phòng tăng từ 5 đến 10% qua từng năm. Cụ thể, năm 2018, tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử là 82%, thì tính đến tháng 10 năm 2019 đã lên đến 92%. Trước đây, việc gửi một văn bản từ bộ đi quân khu 9 có thể mất từ 5 đến 7 ngày, nhưng khi chuyển văn bản qua mạng thì thời gian chỉ tính bằng giây. Bộ Quốc phòng cũng đã kết nối vào trục liên thông văn bản quốc gia, phục vụ gửi nhận văn bản điện tử giữa bộ với các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Chữ ký số đã được sử dụng, đảm bảo tính pháp lý, bảo mật, xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả. Như ngày trước chúng ta gửi văn bản giấy thì có thể mất vài tiếng hoặc là 1-2 ngày thì mới đến được các cơ quan nhận. Thì hiện nay khi mà chúng ta gửi qua mạng thì trong vòng tính bằng giây, thì vòng vài giây là chúng ta có thể nhận được văn bản đấy và chúng ta có thể là chuyển cho các lãnh đạo để xử lý ngay tức thời. Đấy là cái hiệu quả lớn nhất trong cái sử dụng văn sự gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số. Văn phòng Bộ Quốc phòng đang triển khai ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Theo đó, việc tra cứu văn bản không còn khó khăn khi phải lục tìm trong nhiều chồng hồ sơ giấy tờ như trước đây, mà được thực hiện nhanh chóng, chính xác trên hệ thống bảo mật có tính lưu trữ cao. Phần mềm đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình xử lý văn bản, nhắc việc đến từng cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm thi hành. Văn phòng Bộ Quốc phòng cũng đã ứng dụng hiệu quả phần mềm số hóa tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng. Toàn bộ tài liệu lưu trữ dạng giấy được chuyển sang dạng điện tử, giúp kéo dài tuổi thọ tài liệu và người đọc được tiếp cận tài liệu nhanh chóng trên máy tính. Đến nay, đã có 1 triệu trang tài liệu được số hóa. Cái tính ưu việt là người quản lý tài liệu là không phải lên kho nữa, không phải lên kho lấy tài liệu nữa, mà chỉ cần khi mà yêu cầu của độc giả cần đọc
tài liệu của phong nào, hồ sơ nào thì khi được ban giám đốc phê duyệt xong thì nhân viên phục vụ chỉ cần mở một cái quyền ở trên máy thì độc giả đã đọc được luôn rồi. Việc ứng dụng phần mềm số hóa tài liệu đã giúp tiết kiệm 70% nhân lực cho một quy trình tra cứu tài liệu. Số nhân lực này sẽ được trung tâm lưu trữ, bổ sung vào thực hiện công tác số hóa tài liệu, bởi số lượng tài liệu chưa được số hóa còn rất lớn. Ứng dụng công nghệ thông tin vào nền hành chính quân sự là hướng tới thay thế cách làm truyền thống thủ công trước đây bằng phương thức tự động hóa, hiện đại và có tính liên thông giữa các cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen làm việc truyền thống không phải là chuyện đơn giản. Không ít người có tâm lý e ngại khi đề cập tới việc ứng dụng công nghệ thông tin. Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, để xây dựng chính phủ điện tử có hiệu quả thì vấn đề quan trọng đầu tiên chính là nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy các cấp. Tôi cho rằng vấn đề quan trọng nhất vẫn là nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp. Đây là vấn đề có tính quyết định. Nếu lãnh đạo chỉ huy các cấp không vào cuộc thì chắc chắn việc xây dựng chính phủ điện tử trong phạm vi Bộ Quốc phòng sẽ hiệu quả không cao. Cho nên vấn đề đầu tiên đối với cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp cũng phải được tập huấn, cũng phải được bồi dưỡng, cũng phải được nâng cao về trình độ, nâng cao về kỹ năng. Nếu không thì chắc chắn đội hình, đội ngũ cán bộ nhân viên của thuộc quyền thì cũng không thể làm được. Mặc dù bộ đã chỉ đạo tập trung để tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, nhưng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo các cấp tham gia vẫn ít, chủ yếu vẫn là nhân viên và cán bộ cấp dưới. Bây giờ có rất nhiều cái điều kiện để chúng ta tổ chức tập huấn. Bộ đã có một cái trung tâm thông tin và tin học rất hiện đại. Chúng ta phải tận dụng các cái cơ sở này để đẩy mạnh cái công tác tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo chính các cấp và cho đội ngũ cán bộ nhân viên trong toàn quân. Trước hết là cán bộ và nhân viên của văn phòng các cấp. Mà nếu chúng ta làm được vấn đề này tốt thì tất cả các yếu tố khác, tôi nói ví dụ như là hạ tầng công nghệ thông tin của chúng ta mới phát huy được. Nếu không chúng ta sẽ rất lãng phí. Một trong những đơn vị quyết liệt thực hiện chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng là Tổng cục Hậu cần. Với sự đồng tâm nhất trí cao từ lãnh đạo chỉ huy tổng cục cho đến từng cán bộ nhân viên chuyên môn, Tổng cục Hậu cần đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại. Vận hành trên đó là các phần mềm chuyên ngành kết nối toàn quân, quản lý các mặt công tác hậu cần. Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, Tổng cục Hậu cần đã đầu tư nâng cấp 28 điểm giao ban truyền hình trực tuyến từ cấp tổng cục, cấp cục cho đến từng đơn vị cơ sở. Các cuộc họp bằng hình thức trực tuyến không chỉ tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, di chuyển của các đơn vị ở xa cơ quan tổng cục, mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả chỉ huy điều hành của lãnh đạo tổng cục. Trước đây mà đưa ra là một quyết định mà truyền đạt mệnh lệnh xuống đơn vị thì nó phải qua hệ thống thông tin liên lạc. Từ thông tin vô tuyến điện, thông tin hữu tuyến điện hoặc thậm chí cái văn bản nào, cái nội dung nào quan trọng bằng văn bản thì gửi qua đường quân bưu hoặc cái khác thì mất ít nhất thời gian một tuần. Mà thậm chí là cái bảo đảm an toàn chứ chắc là cao. Nhưng bây giờ thì đấy, như tôi nói trên là chỉ cần trong vòng một tiếng đồng hồ tôi đã triển khai được toàn thể cái nhiệm vụ trong cả một tháng một quý cho tất cả các đơn vị tổng cục. Đấy là một hiệu quả rất lớn. Các phần mềm chuyên ngành cũng đã được Tổng cục Hậu cần đầu tư xây dựng như phần mềm quản lý xăng dầu, phần mềm quản lý đất quốc phòng, phần mềm quản lý cán bộ doanh trại toàn quân. Các phần mềm này đều được kết nối, liên thông từ cấp chiến lược, chiến dịch, chiến thuật thông qua đường truyền dữ liệu quân sự, số liệu thống kê về ngành hậu cần của các đơn vị trong toàn quân được cập nhật về hệ thống máy chủ của Tổng cục, phục vụ cho việc truy xuất dữ liệu chính xác và nhanh chóng hơn rất nhiều so với cách làm truyền thống là xuống đơn vị hoặc chờ báo cáo từ cấp dưới. Sẽ tăng cường đầu tư nghiên cứu xây dựng các cái phần mềm chuyên dụng bảo đảm có tính khả thi rất là cao và kết nối liên thông từ cấp chiến lược xuống cấp chiến dịch và cấp chiến thuật. Thứ hai là Tổng cục đã chỉ đạo sẽ xây dựng một số mô hình các cái cuộc họp không giấy tờ, đó là trang bị các cái thiết bị công nghệ thông tin để bảo đảm các cái cuộc họp và kết nối các cái thiết bị công nghệ thông tin có cái ứng dụng công nghệ cao trong xây dựng cái chính phủ điện tử. Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng của Tổng cục Hậu cần hoạt động 24/24 giờ
kiểm soát an toàn thông tin đến từng máy tính trong tổng cục. Bất cứ hành vi có nguy cơ dẫn đến mất an toàn thông tin như cắm USB hoặc sử dụng thiết bị thông minh không an toàn vào máy tính quân sự đều được hệ thống định vị chính xác vị trí. Cán bộ trung tâm sẽ đến tận nơi. Thưa quý khán giả và các đồng chí, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính phủ điện tử đã cho thấy những hiệu quả rõ nét. Tuy nhiên, cần có những giải pháp đồng bộ. Bởi thực tế đã có những đơn vị tập trung phát triển hạ tầng, đầu tư hệ thống máy tính hiện đại nhưng lại không có phần mềm vận hành, hay là việc đầu tư xây dựng các phần mềm nhưng lại không có tính liên thông kết nối, dẫn tới hiệu quả sử dụng không cao. Bộ Tư lệnh 86, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng đang đẩy mạnh hoạt động khảo sát, phát triển các ứng dụng dùng chung, trước hết là trong lĩnh vực hành chính quân sự để nâng cao hiệu quả xây dựng chính phủ điện tử. Bản tin xin được tiếp nối với những tin tức đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh không tăng giá vé xe dịp Tết Dương lịch 2020. Người dân vẫn chủ quan với tấm lợp chứa amiang. Sau khi báo chí và mạng xã hội đăng tải về những vị trí xuất hiện đá ba gian dạng cột như gành đá dĩa tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, thì nhiều người dân và du khách đã tới đây để tìm hiểu, khám phá và chụp ảnh. Tuy nhiên, do khu vực này nằm trong phạm vi mỏ nên tiềm ẩn mối nguy cơ sạt lở. Khu vực được ví như gành đá dĩa trên cạn thuộc thôn Phú Liên, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa. Tại đây, trong quá trình khai thác đá và hoàn nguyên môi trường mỏ, công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Yên đã phát hiện nhiều vỉa đá, vách đá ba gian dạng cột giống như gành đá dĩa. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, các ngành chức năng đã tiến hành khảo sát, đánh giá tiềm năng các vị trí này để có hướng bảo vệ phát huy. Tuy nhiên, việc nhiều người tìm đến đây trong khi cơ quan chức năng chưa có kế hoạch khai thác nên tiềm ẩn nguy cơ đất đá sạt lở rất nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa bão này. Công ty cổ phần xây dựng giao thông Phú Yên cũng đã tiến hành dựng các biển cảnh báo để khuyến cáo người dân không vào vị trí mỏ. Sau khi được đầu tư bảo vệ, khai thác mới có thể phục vụ nhu cầu tham quan của người dân. Hai bến xe lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh là bến xe miền Đông và bến xe miền Tây cam kết không tăng giá vé trong dịp Tết Dương lịch 2020. Trong khi đó, vào dịp Tết Nguyên đán 2020, giá vé xe sẽ tăng từ 20% đến 60% so với ngày thường để bù lỗ chiều xe chạy rỗng. Bến xe miền Đông sẽ bắt đầu bán vé xe Tết Nguyên đán từ ngày 25 tháng 12 năm 2019 đến ngày 20 tháng 1 năm 2020. Người dân có nhu cầu có thể đến trực tiếp các quầy vé trong bến hoặc đặt vé trực tuyến trên trang web bến xe miền đông.com.vn. Còn bến xe miền Tây sẽ tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24 giờ. Các bến xe cũng khẳng định sẽ tăng cường lực lượng nhân viên phối hợp công an địa phương, giám sát liên tục, đảm bảo nhà xe bán đúng giá vé, duy trì an ninh trật tự trong bến xe ổn định. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, đến hết tháng 9 năm 2019, cả nước ghi nhận trên 41.800 trường hợp phản ứng thông thường, bao gồm phản ứng tại chỗ với các biểu hiện sưng nóng đỏ đau tại vị trí tiêm và sốt dưới 39 độ C, cùng với 23 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng vaccine trong tiêm chủng mở rộng ghi nhận tại 16 tỉnh, thành phố, mỗi tỉnh ghi nhận 1 đến 2 trường hợp như Bình Dương, Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Nội. Theo Cục Y tế Dự phòng, các trường hợp tai biến nặng đều đã được Hội đồng Tư vấn Chuyên môn đánh giá nguyên nhân. Theo đó, 4 trường hợp phản ứng phản vệ do đặc tính của vaccine, 9 trường hợp do trùng hợp ngẫu nhiên, có bệnh mãn tính hoặc là bẩm sinh, 10 trường hợp không rõ nguyên nhân, không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng do chất lượng vaccine hoặc là do lỗi thực hành tiêm chủng. Đáng lưu ý về tình hình tai biến nặng trong tiêm chủng dịch vụ, đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong sau tiêm chủng vaccine HeaSim tại tỉnh Bắc Ninh nhưng không xác định được nguyên nhân. Bụi phổi amiang do hít phải hợp chất hóa học này đã được công nhận chính thức là một căn bệnh nghề nghiệp và là tác nhân gây ung thư. Nhưng trên thị trường hiện nay, tấm lợp fibrosimang bằng amiang vẫn là chất liệu xây dựng khá phổ biến, có giá thành thấp, nên sản phẩm này vẫn được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là trong nhóm đối tượng người có thu nhập thấp và những vùng sâu, vùng xa. Fibrosimang là một loại vật liệu tiện lợi và rẻ tiền, được sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam hàng chục năm nay. Những hình ảnh này vẫn rất phổ biến ở các tỉnh miền núi của Việt Nam. Giá thành rẻ, dễ thi công và độ bền cao là những lý do mà những mái nhà này vẫn tồn tại
và thậm chí là mới mọc lên ở nhiều nơi. Rẻ tiền hơn. Nên là mua thế thôi, chả thấy anh em mua là mình mua theo. Không chỉ ở miền núi, ngay tại các khu đô thị cũng không khó để tìm thấy những mái nhà lợp bằng tấm fibro xi măng như thế này. Ngay phía dưới những tấm lợp cũ kỹ, có thành phần amiang trắng này là xưởng bánh mì của anh Phóng. Việc sửa chữa mái đơn thuần như thế này cũng có thể khiến một lượng lớn sợi amiang rơi vào những chiếc bánh mì vừa ra lò. Nhưng bản thân những người sống ở đây không mấy quan tâm, bởi với họ, nhu cầu đơn giản chỉ là có một mái nhà che nắng, che mưa. Chất độc hại amiang thì bọn em, nói chung là về lao động phổ thông nên bọn em cũng không tìm hiểu về thông tin nó nhiều lắm. Cái máy mà lô xi măng này nó vừa rẻ và vừa thuận tiện, nó là dễ vận chuyển nhất. Là bao nhiêu tiền? Nó đi chiều khoảng 20 nghìn một tấm ạ. Ừ, mà để mình làm cái nhà này của mình là phải bao nhiêu? Dạ. 80 tấm. Việt Nam là một trong 6 nước vẫn sử dụng lượng lớn amiang trong sản xuất với hơn 50.000 tấn mỗi năm. Gần 80% amiang nhập khẩu được sử dụng để làm tấm lợp. Tuy nhiên, chất amiang trắng có trong loại tấm lợp này đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào danh sách những chất có thể gây ung thư ở người. Vậy nhưng, qua nhiều năm đấu tranh, vấn đề xoay quanh amiang trắng vẫn đang còn nhiều tranh cãi. Ý kiến phản đối thì vẫn cho rằng là hãy xác định bằng chứng ở Việt Nam mà không lấy cái bằng chứng của nước ngoài. Tuy nhiên là việc ấy rất là khó, bởi vì muốn xác định được bằng chứng của Việt Nam thì phải theo dõi trong một thời gian dài, không thể nào trong một thời gian ngắn. Vì như tôi đã nói, cái thời gian ủ bệnh và phát bệnh của sợi amiang trong cơ thể con người là rất lâu, ít nhất là 20 năm. Nhận ra sự độc hại của amiang trắng, Bộ Xây dựng đã công bố dự thảo đề án lộ trình dừng sử dụng amiang trắng để chấm dứt sản xuất tấm lợp amiang từ năm 2023. Đề án mới của Bộ Xây dựng nhận được sự ủng hộ của 39 đơn vị, chỉ có 2 tổ chức có văn bản không nhất trí là Hiệp hội Tấm lợp và Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam. Trong gần 20 năm qua, nhiều cơ quan tổ chức của Chính phủ, đặc biệt là Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ đã dành nhiều nỗ lực nhằm xóa bỏ tấm lợp có chứa amiang trắng do tính chất nguy hại của chất liệu này. Tuy nhiên, còn nhiều doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Tấm lợp Việt Nam không đồng tình do bài toán về kinh tế. Chúng tôi sẽ cập nhật vấn đề này trong những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế sẽ có trong bản tin. Pháp đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh về miền đông Ukraine. Cậu bé thần đồng 9 tuổi Lauren Simon vừa được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness là người trẻ nhất thế giới tốt nghiệp đại học. Pháp sẽ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh về miền đông Ukraine với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga và Đức. Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 12 tới, mở ra hy vọng đem lại hòa bình cho Ukraine. Theo thông báo của Điện Élysée, lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel tham dự hội nghị 4 bên nhằm giải quyết cuộc xung đột tại miền đông Ukraine. Trước đó, Tổng thống Macron từng bày tỏ hy vọng tổ chức một hội nghị tương tự vào tháng 9 vừa qua nhưng không thành do có nhiều cản trở. Điện Élysée cho biết hiện đã có tiến triển lớn trong quá trình thảo luận giữa các bên trong thời gian qua. Thông báo cũng khẳng định hội nghị sẽ cho phép mở ra những bước đi mới dựa trên thỏa thuận Minsk hồi năm 2014 và 2015. Đầu tuần này, giới chức Ukraine xác nhận đã hoàn tất việc rút quân tại vùng Petrovsk ở miền đông. Đây là đợt rút quân cuối cùng theo thỏa thuận thí điểm từ tháng 9 năm 2016 để thảo luận các bước đi tiếp theo nhằm giải quyết cuộc xung đột ở vùng Donbass. Việc rút quân ở miền đông Ukraine được xem là rào cản cuối cùng trước khi các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức có thể cùng thảo luận về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người kể từ năm 2014 tới nay. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper ngày hôm qua đã yêu cầu Hàn Quốc chi trả nhiều hơn cho việc đồn trú của quân đội Hoa Kỳ tại quốc gia này. Theo đó, ông Esper nói rằng Hàn Quốc là một quốc gia giàu có và cần phải chi trả nhiều hơn cho việc triển khai quân sự của Hoa Kỳ.
Một quan chức Hàn Quốc trước đó tiết lộ Hoa Kỳ đã yêu cầu gia tăng con số đóng góp lên 5 tỷ đô la Mỹ một năm, gấp 5 lần con số mà Seoul đồng ý trả trong năm nay. Một cuộc khảo sát thực hiện vào tuần trước cho thấy 96% người dân Hàn Quốc phản đối việc chi trả nhiều hơn cho sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng cảnh báo rằng quyết định của Hàn Quốc nhằm chấm dứt thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản sẽ ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng chiến đấu. Theo ông, bên hưởng lợi từ sự bất đồng kéo dài giữa Seoul và Tokyo chính là Bình Nhưỡng và Bắc Kinh. Vào sáng nay, hàng triệu cử tri Sri Lanka đã bắt đầu đến các điểm bầu cử để chọn ra nhà lãnh đạo mới có thể giúp quốc gia Nam Á này vượt qua giai đoạn khó khăn, cải thiện đời sống và sớm hồi phục tăng trưởng kinh tế trong nhiệm kỳ mới. Các địa điểm bỏ phiếu được mở cửa từ 7 giờ theo giờ địa phương và kéo dài 10 giờ trong điều kiện an ninh thắt chặt. Chính quyền đã triển khai hàng chục nghìn cảnh sát để đảm bảo an ninh. Tham gia tranh cử năm nay có 35 ứng cử viên, trong đó có duy nhất một nữ chính khách. Kết quả bầu cử dự kiến được công bố vào ngày mai 17 tháng 11. Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2019 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Sri Lanka đang tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 18 năm qua. Bên cạnh đó, an ninh quốc gia cũng là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong bối cảnh hồi tháng 4, khủng bố liên hoàn đã cướp đi sinh mạng của hơn 250 người. Trong thời gian diễn ra tranh cử, mặc dù không có vụ tấn công nào xảy ra, song Ủy ban bầu cử độc lập khẳng định đã có gần 30 vụ việc bạo lực liên quan đến thành viên của các đảng phái. Cậu bé thần đồng 9 tuổi Lawrence Simon vừa được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness là người trẻ nhất thế giới tốt nghiệp đại học khi vừa hoàn thành chương trình kỹ thuật điện tại Đại học Công nghệ Eindhoven của Hà Lan. Lawrence Simon sinh năm 2010 tại Bỉ, sau đó theo bố mẹ đi học và sinh sống tại Hà Lan. Tài năng của thần đồng Lawrence được chú ý từ khi em 4 tuổi. Em luôn là người trả lời được mọi câu hỏi nhanh hơn so với bạn bè cùng trang lứa. 6 tuổi, khi bạn bè mới chuẩn bị vào lớp 1 thì cậu bé đã bắt đầu học trung học rồi nhanh chóng đứng vào hàng ngũ thành viên dự án nghiên cứu trong Trung tâm Y tế học thuật tại Hà Lan. Trước đây, gia đình tôi chưa có một ai có trí thông minh vượt trội như Lauren. Chúng tôi cũng rất bất ngờ. 8 tuổi, Lauren tốt nghiệp trung học phổ thông. Vào tháng 3 năm nay, cậu bé đặc biệt này trở thành tân sinh viên ngành kỹ thuật điện, Đại học Công nghệ Eindhoven và hoàn thành chương trình đại học chỉ trong 9 tháng. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học, Lauren dự định sẽ học tiếp chương trình đào tạo tiến sĩ. Gia đình em cũng đang tìm thêm nhiều chương trình học phù hợp hơn và cũng không đặt quá nhiều áp lực cho em trong học tập. Cứ mỗi năm thì tình trạng ngập lụt tại Venice lại trở nên đáng quan ngại hơn, đe dọa nhấn chìm hẳn thành phố này dưới nước. Mặc dù đang phải chật vật đối phó với đợt lụt nghiêm trọng nhất trong vòng 50 năm qua, nhưng những người dân thành phố này vẫn kiên định bám trụ lại nơi mà họ đã sinh ra và lớn lên. Nước đã rút bớt nhưng ngày hôm nay, cửa hàng của anh Matteo Rado vẫn phải tiếp tục đóng cửa để sửa chữa những hư hại mà trận ngập lụt lịch sử những ngày qua đã gây ra. Chúng tôi ước tính bị thiệt hại khoảng 70.000 euro, đó là chưa tính tới khoảng 1.000 euro tiền thực phẩm bị hư hỏng vì bị ngâm trong nước. Trận ngập lụt lịch sử cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí buộc chính quyền thành phố phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Dẫu vậy, với những người dân Venice như anh Rado, ngập lụt đã trở thành điều quen thuộc và không có lý do gì để họ phải rời bỏ thành phố mình đã và đang gắn bó này. Chúng tôi là người Venice, chúng tôi sinh ra và lớn lên ở đây, vì thế đáp án cho câu hỏi có rời đi không chắc chắn sẽ là không. Biển gắn bó với cuộc sống của chúng tôi và cả những trận ngập lụt nữa. Chúng tôi có những khoảng thời gian khó khăn, nhưng không phải là vĩnh viễn. Tất nhiên tình trạng này sẽ còn xảy ra và điều quan trọng là chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ càng. Thành phố du lịch nổi tiếng của Italia những năm qua đã phải đối mặt với nguy cơ bị nhấn chìm vì mực nước biển dâng cao. Năm 1984, một dự án xây dựng hàng rào chống lũ đã được thiết kế để bảo vệ Venice khỏi những trận ngập lụt. Nhưng dự án trị giá hàng tỷ euro đã bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối tham nhũng và đến nay vẫn chưa hoàn thành. Bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.